Hey yo, chào mừng các Blader đã đến với video của mình. Mình là Gan đây. Cũng lâu lắm rồi mình không review sản phẩm Beyblade nhỉ. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại YouTube với sản phẩm. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là Viper Tail 580 Orb trong set BX16 Random Booster Select. Nói một tí về Random Booster Select thì đây là hình thức gacha mới, tức là khả năng trúng Viper Tail là 100%, nhưng có đúng màu và combo hay không thì còn tùy vào độ may mắn của các bạn nữa. Quay lại với Viper Tail thì bay này xuất hiện lần đầu trong chấp 4 của manga Beyblade X và được sử dụng bởi anh chàng tên Toguro Okunaga thuộc team Zuganic. Lấy thiết kế dựa trên loài rắn thì mình cực kỳ thích cách họ mô tả lại chi tiết da rắn trên bề mặt bay bằng các chi tiết hình lục giác này. Và để ý kỹ thêm tí thì phần giữa launcher đã được họ khéo léo thiết kế trông giống như cái đầu rắn vậy. Và đây chính là toàn bộ chú rắn mà mình nói đến. Các bạn có thể thấy phần nhô ra nhiều nhất chính là phần đuôi. Do đây là bay stamina nên phần play của thiết kế khá là tròn. Khi nhìn theo hướng ngang, ta có thể thấy các điểm va chạm được làm khá tròn và nghiêng xuống để tăng stamina cũng như giảm sát thương phải chịu khi gặp các đòn tấn công. Tuy nhiên, nếu chúng ta tận dụng đặc điểm này thì có thể tạo được combo attack khá là tốt ấy chứ. Còn Ratchet lần này thì thực sự khá là ngon luôn. Đầu tiên là phần viền của Ratchet được làm dày hơn các Ratchet khác. Điều này sẽ giúp bay có thêm độ ổn định và stamina, nói chung khá tốt cho các combo phòng thủ. Tuy nhiên, nó có tận 5 cánh nên tỷ lệ burst cũng sẽ cao hơn nữa, nhưng mình vẫn thấy nó khá là ngon. Cuối cùng là về phần Beat Orb. Beat Orb trông khá giống với Beat Bones, nhưng có phần mũi nhỏ hơn so với Bones. Vì thế nên Beat Orb có sức bền cao hơn rất nhiều. Bù lại thì do có phần mũi khá nhỏ nên sẽ bị kém hơn về độ phòng thủ. Suy cho cùng thì sau khi trải nghiệm, mình đánh giá Viper Tail vẫn là một bay khá ổn. Và nếu như các bạn tự tin vào nhân phẩm của mình thì ngại gì mà không thử nhỉ? Và đấy là tất cả những gì mình muốn review về bay này. Và nếu các bạn muốn ủng hộ mình thì ngại gì mà không bấm vào nút đăng ký để tặng mình một tí động lực nhờ. Tạm biệt và hẹn gặp lại các Blader trong video kỳ tới nhé.